Xin chào quý vị và các bạn. Trong các dòng hoa hồng cổ cũng có nhiều dòng hoa hồng rất là thơm. Thì hôm nay Mạnh Hùng sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một dòng hoa hồng cổ thơm, đó là hoa hồng cổ son môi. Thì son môi mình nghĩ là chắc là sẽ có nhiều bạn đã nghe đến cái dòng hoa này rồi và đã biết đến nó. Nhưng mà tin chắc chắn rằng sẽ có đa phần là mọi người chưa biết thực tế cái hoa hồng son môi này nó như thế nào, và nó có thật sự là đẹp và nó quý hiếm, đáng trồng như lời mà mọi người nói hay không. Thì hôm nay Mạnh Hùng đang đứng cạnh cái cây hồng cổ son môi đang chuẩn bị nở hoa nhiều. Mình sẽ quay cho quý vị và các bạn xem nhé. Xin mời quý vị và các bạn. Đây là hình ảnh cây hoa hồng cổ son môi. Những bông hoa đầu tiên đã nở được 2 ngày và còn rất nhiều nụ nữa chưa nở. Quý vị và các bạn xem hết video để biết được cây hoa hồng cổ son môi này chơi được bao nhiêu ngày nhé. Cây hoa hồng cổ son môi này mình quay vào lúc đầu tháng 11 dương lịch ở ngoài miền Bắc. Thì thời tiết lúc này nó khá là mát mẻ, thuận lợi cho cây hoa hồng phát triển. Thì nhiệt độ nó dao động được khoảng 25 đến 30 hoặc trên 30 một chút. Nhiệt độ lạnh về đêm, còn ban ngày vẫn là khá nắng nóng, tầm 30 độ. Thì thời tiết này nó là cây hoa hồng cũng khá là nhiều giống hoa hồng thích nghi rồi, nhưng vẫn còn khá là nóng. Thì bông hoa hồng sẽ nhanh tàn hơn. Thì bây giờ mình bắt đầu vào chi tiết về đặc điểm sinh trưởng và sự phát triển cây hoa hồng cổ son môi này. Thì theo ghi nhận thì mình thấy được là cây hoa hồng cổ son môi này thì nó cho hoa quanh năm, phát triển khỏe và có cái đặc điểm thích nhất là cái mùi hương thơm. Cái mùi hương thơm này rất đáng nói. Ở cái giống hoa hồng cổ son môi này nó có mùi thơm rất là nhẹ nhàng, nhưng mà mình cảm giác nó hương nó bay rất là xa. Tức là nhiều khi là có những giống hoa mùi của nó nhẹ thì mình phải hít hà vào tận bông hoa mới ngửi được cái mùi thơm của nó. Nhưng mà cái này khi mình đặt mũi vào ngửi bông hoa thì không có cảm giác là hương nó mạnh, mà hương của nó chỉ nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà ở xa mình vẫn ngửi được. Nếu mà ở góc sân vườn mà có những cây hoa hồng cổ son môi này, có thể khách đi vào là sẽ có cảm nhận được là trong vườn mình có mùi hương thơm của hoa hồng, rất là dễ chịu, rất là thích. Đấy là đặc điểm của hương thơm. Còn cái độ phát triển khỏe thì giống này phát triển rất là khỏe. Mùa đông hay mùa hè thì nóng hay lạnh thì cây này phát triển vẫn khá là ok. Mình thấy là phát triển rất là tốt. Cái độ kháng bệnh của nó là tốt. Cái tiếp theo nữa là cái giống này nó có xu hướng là vươn dài giống như hoa hồng leo. Thế nhưng mà khi mình cắt tỉa là cái giống hoa hồng này phân nhánh rất là tốt, cho nên là rất dễ dàng để tạo bụi. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đây này, là mình đã cắt tỉa là cây hoa hồng nó phân nhánh rất là nhiều, cho nên là nó có bụi. Cái nhánh của nó sẽ từ dưới gốc đi lên và nó hoa nó sẽ sai được từ gốc sai lên. Đây là cái ưu điểm của giống hoa hồng này, hoặc là đấy, tức là cái ưu điểm của nó là mình thích chơi bụi cũng được. Và bạn nào thích cho leo bờ rào, leo hay là trồng ở buông ban công ấy, cho nó buông rủ ra, hay là mình trồng ở cái cổng vòm, thì cái giống này mình nó không cao lắm, nó chỉ cao tầm 3 mét hoặc hơn 3 mét một chút, cho nên là mình chỉ trồng cái cổng vòm nhỏ thôi, chứ trồng cổng vòm to hoặc là mình trồng ở cái cổng chính mà nó vươn dài nó cao to thì mình nghĩ là giống này hơi khó. Không vươn dài được 5-6 mét như một số những giống hồng leo. Cho nên là mình sẽ chơi bụi hoặc chơi leo thấp là tốt nhất. Còn thì hôm nay mình quay như thế này, ngày mai mình sẽ quay trở lại và mình quay tiếp để xem cái giống hoa hồng này nó diễn biến và nó phát triển những cái độ hoa nó nở như thế nào nhé. Rồi, bây giờ hôm trước là mình quay là cây hoa hồng cổ son môi nó nở được 2 ngày, và hôm nay là sau 1 ngày nữa mình quay trở lại, vậy là cây hoa hồng cổ son môi này đã nở hoa được 3 ngày. Thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là nó đã nở được nhiều bông hoa hơn. Tuy nhiên là còn rất nhiều nụ đang chu chím, đang hé nở. Thì có lẽ là ngày mai nó sẽ nở được rất là nhiều. Thì mình sẽ lại quay trở lại tiếp để cho quý vị và các bạn xem được cái hình ảnh mà nó nở rất nhiều hoa, để xem cái độ rực rỡ của nó như thế nào. Còn hôm nay đây, quý vị và các bạn, mình quay gần lại những cái bông nó mới nở nhìn rất là đẹp, và những bông nó nở trước một chút nhìn nó sẽ tối lai hơn.
thì cái bông này, cái cánh xếp nó rất là đẹp. Cánh xếp của nó, nhìn cái bông của nó, cái vẻ đẹp của cái giống hoa hồng này, nó không phải là nó không quá là rực rỡ, không quá là đặc sắc, thế nhưng mà nhìn nó có vẻ một cái giản dị, nó có một cái vẻ đẹp giản dị mộc mạc nào đấy, nó rất là mộc mạc, nhìn nó đẹp theo một cách là giản dị, nên là nó có cái dáng dấp của cổ cái gì đấy rất là ta. Nhìn màu rất là đẹp đúng không ạ, rất giống cái tên son môi. Đẹp, rất đẹp. Ngày mai mình sẽ quay trở lại tiếp để quay xem là bông nó nở như thế nào, để quay cho quý vị và bạn xem. Và đây là cây hoa hồng cổ son môi nở hoa được 5 ngày. Thì như vậy là cây này nó đã nở khá là rộ rồi, rất nhiều bông nó đã nở rất là nhiều. Như vậy là có bắt đầu có những cái bông nó bắt đầu tàn rồi đây này. Thì mình đã kết luận là cây hoa hồng này mà bông hoa nó nở thì với nhiệt độ khoảng 25-30 độ C thì nó sẽ được khoảng 5 ngày, 4 đến 5 ngày. Và như cây hoa hồng này to thì nó nở kế tiếp nhau, thì cây hoa hồng này nó có thể chơi được khoảng 7 đến 10 ngày là hết hoa. Như vậy là thời gian cũng được khá là lâu phải không ạ? Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video này. Thì mình sẽ tiếp tục review các giống hoa hồng khác và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa hồng. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì chú ý đăng ký kênh để theo dõi các video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.